Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là tối ngày 15 tháng 9 2024. Thì em giới thiệu anh em một con kích. Con kích có quai sách luôn ha. Con ST Soyatec 3500. Soyatec ST 3500 ha. Chạy liên tục là 1.750. Đó, chạy liên tục là 1.750 ha. Bit power là 3500. ST Soyatec nha anh em. Ở đây có 3 cổng đầu ra AC, 3 cổng này mới song song với nhau thôi. Hiển nhiên mấy con kích lớn như thế này là nó là siêu chuẩn nha. Thì trước khi mà em nói về con kích này thì em dặn anh em là hàng thanh lý thì nó chỉ có một con duy nhất. Anh này lấy thì anh kia không có được lấy. Tại vì người ta mua rồi thì người khác không được mua. Riêng cái con DA5000 này nè. Con DA5000 này em có 2 con. Anh ở Bình Đại Bến Tre đã lấy con này rồi. Anh ở Bình Đại đã lấy con này rồi. Thì lúc nãy em có anh kia lấy nhưng mà anh nói con này lớn quá, ảnh xài không hết cho nên anh không lấy. Ảnh trả lại. Thì bây giờ hiện tại em bán con này cho anh ở Bình Đại. Còn một con nữa nha anh em, còn một con nữa. Thì lúc nãy có anh ở trên YouTube ảnh comment vô. Thì ảnh nói là mua con mới cho lành anh em ơi. Thì em không biết con mới nó lành tới đâu không biết. Nhưng mà cái con này là như mới nha. Đó, kích mà giá mới, ví dụ như con này giá mới 2.7 triệu. Mà em bán thanh lý 1.9 triệu là cái con này như mới nha anh em. Còn nguyên zin, chưa hề sửa chữa. Bên trong nội thất là như mới ha, nội thất mới tinh như mới. Thì cái anh Khoa là chủ của con kích này, ảnh có vô trong YouTube, ảnh comment vô á, là từ khi anh mua về ảnh chưa chạy hết công suất luôn. Có nghĩa là ảnh xài rất là cưng đồ luôn anh em. Cưng đồ, đồ xài còn như mới, ảnh chưa chạy hết công suất luôn á. Và cái này là em nghĩ là ảnh cũng mới mua thôi chứ không có lâu. Cho nên là giống như là anh em nào cần thì sẽ thấy tiết kiệm được vài trăm ngàn, nó sẽ hợp lý. Và nó còn zin thì cũng giống như mới thôi ha, nội thất là như mới mà. Đấy chứ không phải là hàng cũ là te tua là ve chai đâu nha mọi người. Một vài anh em vô comment nói hàng cũ giống như là cái gì vậy. Hàng cũ nhưng mà người ta xài còn zin và nội thất còn mới. Đấy là nó là không có thua kém hàng mới bao nhiêu đâu. Mà người ta lại tiết kiệm được vài trăm. Đấy ha, thậm chí cái anh chủ của con kích mà ảnh cũng vô ảnh comment ảnh bin cái đồ của ảnh thì anh em biết là cái con kích này nó như thế nào rồi ha. Dù là ảnh đã bán cho mình rồi nhưng mà ảnh vẫn vô ảnh bào chữa cho cái món đồ của ảnh. Khi ảnh thấy người ta comment nó comment không tốt về cái món đồ của ảnh thì ảnh vô ảnh bào chữa giùm mình. Nói chung là ảnh đã bán cho mình rồi nhưng mà ảnh vẫn comment đó. Thì em nhắc lại là đối với anh em không cần thì cảm thấy nó vô nghĩa, nhưng mà đối với anh em cần thì cảm thấy cái giá đó hợp lý. Và đặc biệt là hàng thanh lý, như con này có 2 con, như con màu trắng này chỉ có 1 con thôi. Cho nên anh em nào ý định mua thì mua, còn không mua thôi. Đấy, thấy giá cao không mua thôi, hoặc là thấy giá không hợp lý không mua thôi, hoặc là thấy không thích con đó thì không mua thôi. Nhưng mà người khác sẽ thích, tại vì cái người cần người ta sẽ thích ha. Đấy, thì bây giờ trở lại với con Soyatec này đi. Thì lúc nãy em có tháo con này ra. Lý do là tại em nhìn xuôi nhìn ngược không có thấy tem bảo hành. Thì em có tháo ra để chi? Để em gia cố hai cái trạm này nè, hai cái trạm DC vô nè. Đó, em vừa tháo ra để em dùng cái điếu này. Em dặn thật là chặt hai cái trạm này. Thì bây giờ em dặn nó ra rất là chặt rồi nè, rất là chặt. Thì quá trình em tháo ra thì em có coi nội thất bên trong. Thì ở bên trong này, cái con này cũng giống như cái con 5000 kia vậy. Nó như mới, nội thất như mới. Do một chú ở Sài Gòn gửi xuống cho mình. Chú thông điệp vàng gì đó. Đó, em nhắc lại là em có tháo ra. Và cái con này nội thất như mới, chưa hề sửa chữa nha. Nội thất mới tinh, bóng lườm luôn nha anh em, chưa hề sửa chữa. Thì ngoại quan của nó hình như anh em thấy là đây có 3 trạm đầu ra. Đây là Soyatec 3.5. Hiển nhiên là siêu chuẩn nha. Một vài anh em mua, ví dụ như mua con 5.000 lúc này. Nãy có anh kia mua con 5.000 này mà anh cuối cùng anh không có mua. Anh hỏi tới hỏi lui là xin có chuẩn hay không. Cái con kích lớn như vậy là chắc chắn là siêu chuẩn anh em. Đó, hàng mà xin không chuẩn nó không có làm lớn gì đâu. Đó, đã làm kích chất lượng như vậy thì phải là xin chuẩn thôi. Đó, đây là mặt sau của con Soyatec nè, có cái quai sách ha. Thì ở dưới chân nó có 4 con ốc để chúng ta có thể bắt lên tường hoặc là bắt ở cái bàn ghế gì đó cũng được ha. Này có 2-4 ốc này bắt nè. Còn đây là quai sách nha. Đây là hai cái trạm để chúng ta đưa điện 24 vô. Đây là 24 lên 220 nha. Cái này là cái quạt nè. Đó. Còn này là hai cái đầu ra. Thì nãy em có xem là hai cái đầu ra này lắp song song. Hai đầu ra này sẽ song song với ba cái đầu ra này. Nói chung 5 cái đầu ra này lắp song song với nhau nha. 5 đầu ra lắp song song với nhau. Ở đây là hai cổng để sạc cho điện thoại USB ha. Đây là màn hình công tắc.
Thì đặc biệt cái con kích Soyatech đó là cái màn hình nó rất là đẹp. Đây, giở màn hình lên cho anh em xem. Cái màn hình nó rất là đẹp nha. Đây. Ở bên trong kích, ở trên cái mạch nó có cái đèn chớp. Ở cái màn hình rất là đẹp. 25,1V này là điện áp của hai ắc quy. Còn 220V là điện đầu ra. Điện đầu ra chuẩn 50Hz. Ở, còn ở đây 0%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100% này là thể hiện cái tải ha. Ở, cái khả năng chịu tải của con máy. Ví dụ như anh em xài 500W thì nó hiện lên 20%. Xài 1000W thì hiện lên 40%. Đó, khả năng chịu tải của nó. Anh em xài nhiều thì nó tăng lên. Nhiều tăng lên. Ở, còn ở đây. Ở đây là nó sẽ thể hiện cái năng lượng. Năng lượng của ắc quy ha, năng lượng của ắc quy. Đấy. Năng lượng của ắc quy. Đó, còn ở đây là sóng sinh chuẩn nè, thể hiện sinh chuẩn. Cái màn hình này rất là đẹp nha anh em. Đấy. Màn hình rất là đẹp. Máy thì còn mới tinh. Mới tinh nha anh em. Nãy mình có mở bên trong rồi ha. Máy còn mới tinh luôn. Đó, hoạt động chuẩn chỉ. Đấy. Giá mới mà luôn phí ship á, là đâu đó khoảng 1,8 triệu. À, bữa nay thì em nhận được con này nó cũng như mới. Bán cho mọi người giá là 1,450 triệu nha. 1,450 triệu luôn phí ship. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ. 1,450 triệu luôn phí ship nha. Đấy. Máy có báo nhiệt độ nè, 27 độ C ha. Nói chung là cái màn hình của Soyatech rất là đẹp, chuẩn chỉ. Có hai cổng để sạc điện thoại nè, có quai sách ha. Đó. Bạn nào đam mê thì hãy liên hệ ha, máy như mới. Có kèm theo hai cái ấy nữa nè, hai cái cọng dây. Này nó vuột ra nè, vuột ra cho nên tắt máy. Này nãy dặn chưa có chắc ăn lắm. Thì nhà anh em bóp code dặn lại cho nó chắc ăn nha. Tắt luôn. Đấy. Có tặng theo hai cọng dây nữa nè. Hai cọng dây cáp ha. Rồi, xin chào anh em nha. Anh em nào lấy thì liên hệ. 1,450 triệu bao ship. 3,5 trả liên tục 1,750. Đây. Máy rất là đẹp. Con này trên mạng bán luôn phí ship là 1,8 triệu anh em. Đây. Như mới nha. Máy như mới. Đây. Rồi, xin chào mọi người. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau.